Chào bác, phục vụ anh em chơi loa bô. Em đưa về cái lô âm ly đàn ông 390 3 la mã 4 la mã phục vụ anh em. Đây là lô hôm nay về. Lô này thì rất là đẹp. Về những cái dòng 390 này thì nó có 390 trơn này, 2 la mã, 3 la mã, 4 la mã. Và nó có cả mặt đen mặt vàng, tức là series nào cũng có mặt đen mà series nào cũng có mặt vàng. Lô này đem về phục vụ chủ yếu là hàng mặt vàng. Cái tầm giá thì cũng tùy, đen với vàng trên 4 triệu, trên dưới 5 triệu, tùy vào chất, tùy vào số đẹp. Con này thì được cái nó đời cao, nó vừa tiền lấy tiền, đặc biệt anh em nào mà chơi bô ấy, thì vì trước là em có đưa về cái lô bô 301C2 rất là nhiều, 301C2, C3, 301 trơn, 301C4 hoặc thậm chí 601C4. Ví dụ bây giờ là đang có cặp 601C4, em đang ghép với một con 390 4 la mã. Bọn này thì ghép combo rất là hay. Thực ra với cái tầm ngân sách, tầm tiền này thì các bác chơi nó khá là bình dân, mà quan trọng đó là đời cao và nó lành. Đấy, 390 3, 390 4. Đấy, con này sản xuất tại Nhật là năm 2000, điện là 100V. Đây là cái review của nó. Công suất của bọn 390 này thì từ 390 trơn đến 390 4 la mã thì nó vẫn là hơn 100W một chút. Năm 2000 này, đây. Con này thì chiều rộng nó là 54 cm. Sao rộng thế nhỉ? Tưởng nó bốn mấy nhỉ? Hai găng tay là bốn mấy đây. Cái này chắc là in nhầm. Em nghĩ là chiều rộng này nó có 44 đây. À đây đây đây, chiều rộng này. Đây 43,4. Chiều cao 12 7 cân. Sâu 34. Cái này là chiều rộng của cái gì này? À đây là như chiều rộng của khiển. Anh em công suất này nó ghi công suất tiêu thụ là 135W. Đây, 135W. Công suất ra loa 8 ohm là 50W một vé này, 4 ohm là 100W một vé này. Đấy, anh em phải nhìn cái này, nó chơi được của nó 4 ohm đến 8 ohm, 6 ohm thì ở giữa vẫn chơi thoải mái. Thực ra trở kháng càng cao thì nó càng đỡ ăn công suất của âm ly. Đây là cái lô em về hôm nay. Bóc trước tạm ni lông nha, phục vụ các bác. Những cái hàng này đưa về thì em đã tuyển chọn rất là kỹ. Đấy, không phải tự nhiên nó được đẹp như này đâu. Tuyển chọn kỹ thì nó sẽ đẹp. Mà quan trọng là nó là hàng bãi, hàng đúng là hàng Nhật chuyển về. Chứ còn chỉ có một con hoặc hai con thì nó còn phụ thuộc vào chất hàng, hàng bờ chứ. Đây về cả lô luôn. Cả mấy con Samsung XR mặt vàng rất là đẹp. Đấy, mà răng PM80 Sansui 671 Premium này. Các bác chi tiết các bác cứ alo cho số máy 098 369 8857. Giờ bật bài này các bác nghe nhé. Em đang ghép nó với cả con 601C4 luôn. Con này nó có một cái bát đằng sau nữa. Tí nữa em sẽ giới thiệu. Này. Đang quảng cáo để tắt quảng cáo thế đó. Con này tiếng nó rất là sạch. Anh em thực ra với anh em nghe bình dân thì những cái dòng 301 201 anh em nghe nhạc cũng rất là hay, nó khá là chi tiết. Đêm lạnh quá sao em không về chung lối. Em đang cắm từ máy tính luôn đây này. Jack 375 ly. Xa ấm mãi. Đây, số điện thoại đây các bác lưu vào nhé. Đêm lạnh quá, xa đường về
chia hai, mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ. Chia tay nhau sao không lời hò hẹn, em chung chờ giấc mơ muộn màng, anh một đời và yêu mạnh chờ tan trong vỡ mãi nên hồn còn bao giá. Đêm lạnh quá sao em không về chung lối, để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai. Đêm lạnh quá sao đường về chia hai, mà ngờ ngã rẽ đôi. Chia tay nhau sao không lời hò hẹn, em chẳng chờ giấc mơ muộn màng, anh một đời và yêu mạnh chờ tan chẳng vỡ mãi nên hồn còn băng giá. Anh em vừa nghe chất âm của 390 4 âm mã, em đang ghép với cả cũng là dòng 601 mà cũng là dòng 4 âm mã. Ví dụ như đôi loa này giá khoảng tầm 11 triệu, khoảng 11 triệu, thì anh em ghép với bộ này thì nó trên chục, khá là hợp lý. Đấy, anh em có nhu cầu thì alo cho số máy 0983698887. Đấy, còn lại nó đời rất là cao, nó chơi rất là hợp lý. Ngoài dòng bô nó đánh JBL cũng rất là hay, và hay theo nó ở mức gọi là bình dân, tầm tiền bình dân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.